Nói chung là hàng chuẩn chỉ của nó đâu. Ăn để em thiếu biết chút thiếu hàng cho nên là khá là. Thế này bây giờ nó có cái dòng này nó cũng cái này rồi đấy. ADS để tự nổ từ ấy đấy. Thì mẫu 2019 thì là nó có hai giắc cắm 3 chân nhưng mà bây giờ nó đổi sang để cái đầu ADS. Còn không. Cái này giắc cắm 2 chân thì nó phù hợp hơn nhiều. Đây là giắc cắm rồi, còn điện ra rồi. Giắc 2 chân bây giờ nó dùng ấy. Dùng nó phổ biến hơn. Em nó phải dùng thâu bình nước rồi. Nó vẫn phải dùng nước cái gì nhỉ? Không có phải rồi. Có phải dùng nước không? Không có rồi. Theo cái loại của tàu ấy chưa, cứ to lắm cái gì mặn, cứ cái của nhân mặn. Mà tô gì vậy? Mà tô. Tô gì vậy? Loại tàu gì cái vỏ màu mặn vậy? Nó nhiều. À? Nó nhiều dòng vậy. Nó nhiều dòng vậy. Nó là cái hàng này hàng Trung Quốc, trước Tam Ma nó thương ở vùng đất mà. Như xe tàu đó. Có một sự nghĩ nào vậy? Tôi xem hết rồi. Không nhận tôi đang xem cái cầu linh này thì tôi điện luôn. Xem nhiều quá phải đeo kính. Anh nói đeo kính nhỉ? Loa hết mắt. Cái này rẻ kính. Cái này bà trẻ loan là coi như đấy nhá. Coi như cái tàu này mang nó mất việc. Có đâu đầu đây không hấp nó hồ to thì mua đâu rồi. Bực nhất là mua máy về nó không mất điện đi chứ. Không, khả năng thằng này chạy nhỏ. Em hốt cho to trên bà bãi em lên quáng luôn không ngủ đâu. Hốt lắm. Không, loại 13, 14 triệu là cứ to lắm. Có cái của Hồng Dương ấy, để nhà ông soạn ấy êm phết đấy mà. Có chủ vị. Cái này cứ thử nó có điện ra là được không ạ? Thoải mái. Cái này 23 cái điều hòa 39.000 nó chạy được. Ba cái điều hòa thật đấy, 4 điều hòa nó chạy được. 4 cái cũng được, 4 cái thì bật lần lượt từng cái. Cái này nó có dây điện tây. Đúng rồi. Cái này nó mát thì mình bật đủ cả kia này không phải chạy một lúc. Điều hòa kia 3 4 con 4 điều hòa kia. 9.000 thì nó chưa ăn hết một tí mà. Chẳng qua khi khởi động thì nó ăn. Đúng rồi, là cái máy này chỉ chạy 2 chiếc điều hòa thôi. Thôi, chạy nhiều. Tạm thời đi đâu chứ. Hoặc là mình muốn cho máy nó quán này chạy ngon lành là mình này à. Thôi nếu mà điện mà bây giờ nó lên cao bậc thang quá nhiều thì bây giờ toàn dùng này không ạ? Cứ này chạy sạch sạch suốt ngày. Em bảo mua muốn mua lâu rồi đấy nhưng mà chán để đâu được, để gần gần các bác này mất ngủ các bác hốt. Để đâu được thật sự đấy. Mấy anh em quây quần tất đây này. Mấy bác thì cũng cắm cho bác cái điện với cái quạt vào đấy thì dùng. Các bạn búa trong nhà hả búa? Chạy búa trong nhà, sàn nhà. Cắm vào một đứa là dùng được ạ. Còn cái kia thì có điều kiện thì lắp thêm ATS nữa, đây đỡ phải dạy. Bao tiền? ATS thì con đấy nó 3 triệu. 3 triệu. Nó bình thường bán lẻ, bạn anh mua ngoài nó phải ít nhất phải 5 triệu. Nhưng mà em lấy về thì bọn em thường thường đi lắp theo máy. Các cái máy là gọi hay lắp, người ta thích thử. Con ATS bây giờ nó chảy hàng. Rồi lúc ít tiền là bây giờ cố gắng coi bán bao nhiêu thóc bắt đầu mới mua thì được cái máy này còn cố cái buổi chiều nữa nhưng coi nó hết nhiều quá. Vâng, cái kia thì nó phải là đặc chiều thôi, cái kia mà nó là ATS. Nó khi nào nó tự động hết. Mình cũng phải cắm chìa khóa không phải làm gì hết. Tức là lúc nào có điện lưới là tự tắt mà có không mất điện cái là tự nổ. Thế giờ nó tiện đấy. À, nó không bằng như thế này. Hiện đại quá. Hiện đại quá là 10 triệu. Còn máy bác làm trang trại ấy, mà máy để ngoài trang trại ấy. Nhiều khi cũng cần cái đấy. Nó tự nổ. Tự nhiên. Nhiều khi nhà xa chạy đi nó bất tiện. Hiện đại quá. Nhớ cái dây bắt quạt đi thôi. Cái này mà chở hai cái máy này chạy hoàng hảo kìa. Thì nó có hơn 2 tạ. Cái này mà cân thì không được phải đâu. Chính là cân thì chỉ 1.2 thôi mà. Sao để thế? Con này còn nhẹ hơn của tôi.
Con nó nặng rồi, 6 thật rồi đấy ạ. 6 con này cam đoan cân nó chỉ được 6 là nhiều đấy. Con của tôi nặng hơn này nhiều, con tôi làm gì mà tôi nước được lên như thế này. Con gì được biển mà nó na ở đâu nó như mấy cày ấy này. Con của em có 2 ký 7. Nói chung là bây giờ công nghệ máy nó nhẹ thì càng tốt chứ. Con mấy con đầu D rồi, thực sự nó là nó cũng lắp được đâu. Con này 6.500 à? 6.500 đi. Con má bên ngoài nó ghi. Con đúng ra chuẩn của nó 5 kg. Đủ không? Đủ 5 kg. Đủ 5 kg. Con bị tích xem cái 800 đó thích. 8.800. Ờ 8.800 thích. Con đấy 7 kg. 7 kg. Con thích. Con bữa là những 2 bát ở cũng con luôn em. Thôi nhu cầu mình dùng thế này thôi. Bắt to quá dùng hết. Cái này nó tự nó nạp chứ? Tự nó nạp. Đường dây có tự nạp. Có của Pháp mà. Chưa, trước đến một nửa rồi đó. Chia đôi để mua cho hai nhà. Tư nó chạy. Dầu. Mấy dầu chứ. Mấy dầu trắng đấy kìa. Giờ nó hết khoảng độ 0.8 đến 1.2 thôi. Nó tự động tăng ga, tự động giảm ga. Anh dùng nhiều thì nó lên tăng ga. Thế nên nó tự động, mình dùng quá tải thì nó tự nó ga. Mà dùng ít nó lại giảm ga, tự động hết. Nó tự động mình không phải bó máy. Cứ lấy đồ ở xe nó không phải ra chạy được cái gì cả. Thời gian mà mình mua cái dầu nó cái này em đấu điện thôi. Chỉ có vặn cái chìa khóa là nổ. Còn bình thường thì mình vặn chìa khóa nổ chứ. Đây xem rồi. Cái này là máy mới. Xem suốt mấy ngày hôm nay cứ ngồi xem bọn nó lắp và. Hai anh em thì thậm chí cũng gửi là đúng điện thoại. À, phát điện. Máy phát điện. Máy phát điện. Ở đây mình có dùng máy cốc ngô ấy. Nghe nó 1 lít uống 1 lít 2 nhỉ. Nó giờ nó hết khoảng con phải dùng hết 5 kg nó không được. Con này nó cứ chở bình thường thì nó cứ đến 1 lít. Rồi không đến 1 lít thôi. Tải nhiều mình cái này bình thường nó mất điện rồi. Nếu mà có thể quạt thì quạt được lên. Nếu em là có ngại như hôm qua kiếm kia hôm nay ở tháng con thì con nó khổ quá, cái cháu con nó còn bé nó vậy nó dính dính ra. Bây giờ muốn ông dạy ông mổ lợn thì có mấy đứa cháu dạy tất. Chắc chắn tôi là vậy chứ. Làm đường nó thay dây thì chắc phải nhiều quả. Sải à? Sải
dầu thì nó con này nó êm rồi. Máy thì to hơn. Máy thì to hơn. Nhưng mà các cái dòng máy nó chỉ kêu được đến như thế này thôi. Nếu như mà ấy thì làm mình làm thêm cái phòng thôi. Nhét vào đấy. Nhưng mà xây phòng. Thôi thế là được rồi. Bác bên kia ông bữa đầu tư một cái phòng mới là một cái ống.